Cảm ơn mọi người trở lại với kênh Miền Tây Phiêu Lưu nha. Nay tiếp tục chia sẻ mọi người mít tái siêu sớm bạn. Nay thì tới ngày thu hoạch mít nha mọi người. Đây, cắt được mấy trái đây mà. Thương lái cùng với ông anh đi cắt ngoài kia mọi người. Đây được hai trái đây này. Cây này có hai trái, cắt được hết luôn. Xem cái nhìn nó, cái màu nó còn tươi quá mà, nhưng mà nó đã già hết nha, kem hết. Đây nè, cận cảnh mọi người xem. Mũi dày rất là dày nha mà. Thì sẵn tiện hôm nay thu hoạch mít thì cập nhật cái giá mít cho mọi người biết luôn nha mà. Hôm nay thì mít loại 1 á, được 22.000 một ký nha mà. Mít là 1,22. Mít loại 2 thì còn được 11.000 nha mọi người. Mít loại 2 11.000. Còn mít loại 3 nó được có 7.000 thôi bạn. Nó chênh lệch nhau nha bạn. Mít đang cái nhóng giá lên, nhóng là được tí à. Giá thời điểm này cũng cao hơn thời điểm mấy tuần trước rồi. Các nhà vườn mình cũng đỡ lo rồi mà. Chứ lúc giá nó xuống còn có 12-13.000 ký thì các vườn, các nhà vườn rất là lo rồi mọi người. Để đi rau này xem lái cắt ngoài này, thấy ông anh đang đi ngoài này mà. Giá mít thì nó cũng hiện tượng nó lên được tí xíu, nhưng mà các vườn ở đây thì trái hiện tại không còn nhiều các bạn, còn rất ít trái, đang ra những cái đợt bông trái mới này, ra trái còn nhỏ lắm, chưa có nhiều mà. Vườn bây giờ chỉ là trống hết này, đang bón phân để cho nuôi dưỡng cây lại, chuẩn bị thu cho thêm những đợt trái mới mà. Cây giờ đang sung lắm, rất là sung, hứa hẹn cái đợt trái mới này sẽ rất là nhiều này. Đây, những cái vườn của anh em tôi đây bạn, những vườn này vườn mít tơ đây mọi người xem nha. Đấy, cũng đang chuẩn bị cho trái đây, mít này cũng 2 năm mà đang cho trái nha. Đợt trái, đợt bông này ra là để trái, anh em để trái luôn. Còn những cái đợt bông nó ra sau này, cỡ này vừa, cỡ này cũng khá là nhiều mà. Cũng giờ còn lay gai và hôm nay chắc cũng được trong ngoài 200 ký rồi chứ không nhiều đâu rồi. Quanh đây. Này, trái này chưa, chắc chưa được đâu. Lái đang cắt trên kia mình chưa lên, để tí xíu xuống tới này quay tiếp chia sẻ mọi người. Ở đây thì có những trái này chắc. Trái này được các bạn, già này. Trái này cắt được. Mít siêu sớm thì ở địa phương mình là hiện tại là đang như khoảng 80% mà mít thái siêu sớm nữa. Còn một số còn lại là anh em trồng một cái chanh không hạt mà như cái cam sành nha. Còn hiện tại là chủ yếu là mít thái siêu sớm hết. Các ở địa phương mình hiện tại bây giờ là không còn trồng lúa mà. Bây giờ quay sang làm lên vườn trồng cây ăn trái. Mà giống tình trạng chung mà
ở địa phương mình là trồng mít Thái siêu sớm, cũng giống như các địa phương khác thôi. Thái siêu sớm là chủ đạo. Đây quay mọi người xem những vườn mít này. Mít này mới trồng sao rồi bạn. Thấy chưa? Trồng khá là dày ha. Đây lá cắt xuống tay này nè. Này một ghe không đầy nữa. Lúc này lúc sau chắc không còn trái để cắt quá ta. Đợt này hết trái luôn rồi. Hết luôn hả? Bao lâu mới quay lại cắt nữa? 3 tháng nữa. Dữ chưa? 3 tháng thì chưa chắc có. Có nhiều bên này cắt hết luôn hả? Trời, thiệt mà. Không trái cầm tay à. Non dài cắt hết mẹ đi. Cắt đại hết đi. 3 chứ mất tài cắt bao nhiêu đó. 4 trái chứ, nãy tính 3 4 trái. Còn được 2 trái, ăn trái bà lớn nè, còn chịch kia. Đếm chưa? Rồi, bên kia nó mày, bên kia có 3-4 trái bên kia đó. Quá wow. 3-4 trái gì bằng cục giò đó. Vậy chứ đang chín ngoài vườn này cắt nhiều lắm rồi đó, còn đâu nè. Mấy trái này mới quay ra bao nhiêu giờ. Để được hết rồi đó. Cũng hoài mất tương ra. Chắc còn được 2-3 trái, 2 trái. Ngoài đó không không chịch không có bông á. Lúa này là hết luôn thiệt à. Không còn trái để cắt nữa. Còn mấy trái này chắc cả 2 tháng nữa à. Đợt này còn rất nhỏ. Hôm nay cái lưới đúng lưới cuối ra dắt hết hết vườn luôn. Cái nó già đó mày ơi, để mai mốt ăn sao? Chứ không có già. Không già cho mày không á. Thử thử coi. Thử thử coi. Thử. Trời ơi, tao nói non mà kêu thử chi cho nó không mất công như vậy nè. Nó mới cãi không, nó chuyên môn mà. Trắng tư à. Nhỏ quá nó chưa kịp già hả ta? Phải nó non bỏ rồi chặt cái bột cái xong rồi. Mít nhất nhiều nghe. 4 trái mà ra một chuồng rồi nữa. Mít này giống thạch xanh vậy ta. Bảy lũ trong nãy vậy. Trời ơi cắt gì không nổi. Còn 2 3 trái à. Đủ cái mười mấy. Hai mấy trái chứ. Cái vườn trồng cái vườn này là từng ngày luôn nè. Hai tuần lẻ mấy ngày mà. Hết luôn, bữa nay cắt hết thiệt. Còn đây này rau nó mấy một hai trái nè. Kệ nay 22 ngàn cái cắt cho hết đi. Cũng 25 phải không? 24-25. Sao cho nó giặt sâu vậy? Như hai trái này chưa được phải không? Cái này bán không mới sao? Cái mấy trái mít là chắc không hết luôn nè. Không hết. Đó, cho bể luôn đi. Mít này giờ không bể đâu. Trong mít tố nữ mà bể gì? Trong mít Thái mà đợt này cắt mấy đợt gần gần này cắt mít tố nữ không? Nghe thời tiết đúng không? Cắt 800 mấy chục ký,
trong này nhiều rồi nghe, xe này nhiều à. Mỹ là 8,5 kg đó nha. 8,5 kg mà con. Lấy cạn xuống đó mà còn chưa được lên giá nữa ta. Chuyện mưa luôn. Nhớ luôn nữa ta. Đi. Đi. Nổi không? Hết luôn rồi. Hết trái luôn rồi đó. Bữa nay cắt ngoài vườn không còn trái luôn mà còn một hai trái nữa. Rồi, tới trước đi, tới trước nữa, thắng đi thắng. Quẹo ra, quẹo ra, quẹo ra, quẹo ra, quẹo ra. Rồi, xong một đợt. Rồi, bắt đầu chuẩn bị thu hoạch tiếp nữa bạn.